Ok các bạn ơi, bữa nay mình sẽ làm một cái món cơm chiên tôm cho các bạn xem chơi cho vui nha. Ok thì bây giờ các bạn bắt chảo lên ha, để chảo nóng ha. Các bạn bỏ tỏi vô. Các bạn bỏ tỏi vô. Còn tôm á các bạn mình nó có nhiều nước rồi ha. Các bạn về rửa sạch sẽ ha, xong rồi các bạn ngâm với lại nước dừa ha. Rồi các bạn để ráo. Bây giờ các bạn bỏ vô tôm, xào tôm trước nha các bạn. Ok ha các bạn, tôm bây giờ các bạn xào vậy được rồi ha. Ok, cho các bạn tắt lửa đi, các bạn đổ cho nó ra. Hai các bạn, đó. Rồi bắt đầu các bạn chuẩn bị chiên cơm, chiên con ha. Ok các bạn ơi, ngày bữa nay mình sẽ chào các bạn nha, mình sẽ làm một cái món cơm chiên ha. Mình sẽ chiên cơm ha các bạn. Đó, ok. Bây giờ mình để cho cái chảo nóng ha các bạn. Các bạn chảo nóng rồi ha thì các bạn bỏ tỏi vô ha các bạn. Ha, các bạn để cho tỏi rất thơm hả các bạn, và tỏi rất thơm, xong rồi các bạn để cơm vô nha các bạn. Đó, các bạn bỏ cơm vô. Bạn dầm nó ra ha, bạn cuốn tơi ra nha các bạn. Các bạn quýt tơi lên sơ lên cái, các bạn bỏ hành lá vô. Bỏ hành lá vô ha. Rồi các bạn đánh tơi ra, đánh cho nó tơi ra. Nó cũng có nhiều kiểu lắm nha các bạn, nhưng mà bữa nay mình sẽ chiên cái kiểu này cho các bạn xem chơi cho vui ha. Đó thì bây giờ các bạn sẽ nêm nó nha. Ok thì bây giờ mình nêm nha các bạn. Và bột nêm nha các bạn. Xong rồi mình sẽ nêm nước tương nha các bạn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ chiên như vậy là được ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ tôm vô, mình sẽ đảo lên ha các bạn. Rồi ok ha các bạn. Đó. Đây là giờ mình sẽ đảo lên.
phút luôn các bạn ơi. Rồi các bạn rắc cho mình tiêu lên nha. Rắc tiêu vô. Các bạn chọn lên. Vậy là hoàn tất nha các bạn. Rồi. Ok. Các bạn ơi, bây giờ mình đổ ra nha các bạn. Quá ngon, thơm phức rồi các bạn ơi. Rồi, ok. Mình sẽ xào một chảo nữa các bạn. Mình xào một chảo nữa. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ chiên một cái chảo cơm thứ hai nha các bạn. Mình sẽ chiên hai chảo ăn mới đủ nha các bạn. Hai chảo lớn như vậy nè, tạm thời mình sóc lên nha các bạn, quấn cơm cho nó tưa ra, quấn cho nó tưa cơm ra nha các bạn. Ok thì bây giờ cũng giống y như nãy nha các bạn, bây giờ bỏ trứng gà vô nha. Nha các bạn, rồi các bạn cứ trộn lên. Đây là cái kiểu thứ hai, cái kiểu giống như hồi nãy nha các bạn nha. Rồi các bạn đừng có sợ nó nhão nha. Một hồi nó sẽ rút lại. Hai hồi nó sẽ rút lại. Các bạn nhớ để lửa chiên cơm thì các bạn qua để lửa lớn thiệt lớn nha các bạn. Các bạn để lửa hết ga luôn ha. Đó. Các bạn đừng có sợ nó nhão. Một hồi á là cái hột gà nó khô lại, nó sẽ rời ra ha. Ok ha các bạn. Bây giờ mình niêm cũng giống như là cái chảo trước nha các bạn. Đây là muối nha các bạn. Ra đây là bột niêm các bạn. Còn đây là nước tương nha các bạn. Hay giống y như hồi nãy ha. Các bạn dặn cho mình một chút xíu đường. Rồi ha, bây giờ các bạn trộn lên. Các bạn cứ trộn lên, thơm phức rồi các bạn ơi. Các bạn ha. Rồi ok các bạn ha. Các bạn muốn bỏ hành lá vô về hả các bạn. Các bạn trộn lên. Quá thơm các bạn ơi. Các bạn cứ trộn lên vậy. Các bạn bây giờ cơm nó khô ha các bạn. Các bạn xào nó khô nó thơm gì xong rồi các bạn bỏ tôm vô. Các bạn. Các bạn bỏ tôm rồi các bạn trộn lên. Các bạn mình
cơm mình chiên tỏi này là được rồi nha các bạn. Nha, các bạn cứ sắp chảo nó lên. Ok các bạn. Rồi, ok bây giờ mình đem đổ ra trong một cái mâm nha các bạn. Tắt lửa. Ok các bạn, bây giờ mình đổ cơm ra nha các bạn. Thấy các bạn thấy không? Mình chiên hai chảo nhưng mà mình canh cái màu tự động giống nhau luôn. Cơm hai cái màu giống nhau luôn. Mình nấu nó quen rồi ha các bạn. Rồi, ok thấy không? Đó, một chảo cơm của mình đó. Hai chảo chứ. Ok các bạn ơi. Bây giờ là cơm chiên của mình đã hoàn tất rồi nha các bạn. Ha, mình đã chiên hai chảo cơm chiên cho các bạn xem chơi cho vui ha. Ok thì bây giờ mình mời các bạn dùng thử với mình ha. Ok, đây là cơm chiên nó nhiều kiểu lắm nha các bạn. Cho nên kỳ này mình sẽ chiên cái kiểu này cho các bạn xem. Mai mốt mình sẽ chiên cái kiểu khác cho các bạn xem ha. Cơm chiên nó rất là nhiều kiểu để mà mình chiên. Một kiểu hình như của Thái Lan, một chuyển người của người này, người kia, người nọ, nó rất là nhiều. Có cái của Phi, có cái của Singapore, nó rất là nhiều kiểu cơm chiên ha các bạn. Cho nên bây giờ bữa nay mình chiên cái kiểu này cho mình mời các bạn nha. Ok ha. Ha các bạn. Ok, mình mời các bạn ha. Mời các bạn nha, cơm chiên tôm ha. Vừa ăn. Vừa ăn. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon không? Rất là ngon, vừa ăn. Ngon, đậm đà, nêm đậm đà, vừa ăn. Không cần khoai chang nữa. Quá ngon. Ok. Cho nên mình xin phép chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn đợi clip sau ha. Ok. Bye bye các bạn.